Nó có một parallelogram hình khác cơ, hình khác nó khó, hình này nó là hình cơ bản. Đó, mình có cái tỷ lệ mình chia rồi, chia vuông, chia ấy rồi đây nào. Đẹp, chấm đều đây nữa thì nó mới đẹp. Chấm rối thì sau này thì nó cứ lôn nhau như thế này. Đừng đưa lên cao nữa, xoay dù đây nào, đi xếp sau le xoay dù. Đừng đưa cao, đưa bằng nữa mà nở cái tay, cái bông hoa nó nở, nở cái đầu tay rồi đấy. Sẽ chạy đường đưa cao vừa vừa thôi.